Facebook. Came through with that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, just too on. Maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you on. Cause I'm out here with my boys, going crazy in this bitch. Overseas, getting Benz, no Mercedes. Life's too short, fucking up is necessary. Cause one day all these bad women will be married. Life's too short, fucking up is necessary. Cause one day all these bad women will be married. Smoke clouds in the shell, pay way, pay way. Smoke clouds in the white day, pay way. Such a bitch, I feel it. He said, and why'd you hit it like a chick and kill it and treat her like your main? Maybe take a fucking train to the highest mountain up in Spain, make it rain. Dealing with my life and the shit that's involved. Find silhouettes, stilettos and all. Sipping all night, I ain't tripping at all. Well, I've been tripping a little, cause I've been tripping a little. But why can't we be like trees? Be have this money, be like leaves be. And all year long, it's autumn. I have this paper falling like. Xin chào các bạn, thì bây giờ trên bàn của mình là chiếc đèn QLED Flex của Momac. Và đây là một chiếc đèn bàn anh thấy là rất là linh hoạt. Đó. Cái này tự biến nó rất là tốt. Nó xoay được mọi hướng. Đây. Và ngoài ra thì nó còn có bàn phím cảm ứng, giúp các bạn có thể tùy chỉnh đèn rất là nhạy. Thao tác vô cùng đơn giản. Và đây là 5 mode độ sáng của nó. Đấy. Ngoài ra nó còn có 3 mode màu khác nhau là sáng, vàng và trắng tự nhiên và tắt. Nó còn một tính năng nữa, đó là với một nút chuyển đổi bạn sẽ lập tức chuyển đổi sang chế độ đọc sách. Như bạn thấy đây, đây là ánh sáng tự nhiên và mức độ sáng cao nhất, giúp cho bạn mắt bạn đọc sách sẽ không bị khó chịu. Rất là đẹp luôn nè, rất là dễ đọc và mắt không hề bị khó chịu. Và phần chân đèn còn được tích hợp tính năng sạc không dây. Anh thấy đây, cái phần sạc không dây này còn được bọc một lớp vải, sờ rất là đã tay. Ngoài ra lớp vải này sẽ giúp cho điện thoại của bạn nó không bị trơn trượt, cho dù nó bị ướt hay không. Và cái này sạc rất là tốt, đặt lên là sạc liền. Chưa kể sạc xuyên ốp mình luôn, ghê chưa. Và một vấn đề mình cần lưu ý đấy các bạn, đó là việc cấp nguồn cho cái đèn này xong qua một đốc sạc. Đây, và đốc sạc này sẽ không nằm sẵn trong sản phẩm, mà bạn phải mua rồi. Thì các bạn tốt nhất thì nên mua một cái đốc sạc nhanh hoặc một đốc sạc của cái hãng uy tín với công suất tối thiểu là 15W trở lên để mà cung cấp đủ điện cho cái việc phát sáng và cái việc sạc không dây. Nếu các bạn mua một đốc sạc chỉ đơn giản 5W đổ xuống thì chắc chắn nó sẽ không đủ cấp điện đủ và chắc chắn bạn không thể nào vừa sạc pin mà vừa phát sáng được. Và chiếc đèn bàn QLED Flex này cũng được trang bị tính năng Flickering Free Lighting. Thì tính năng đó giúp cho ánh sáng đèn không bị nhấp nháy gây hại sức khỏe của các bạn. Và nếu như các bạn muốn biết thêm về tính năng này như thế nào và lý do tại sao chúng ta nên có một cái đèn bàn trên phòng làm việc thì hãy xem video trước đây mình đã làm để hết rất là rõ ràng ngay trên đây. Đèn bàn là một người bạn rất là thân thuộc đối với mỗi người chúng ta. Từ khi chúng ta còn nhỏ, còn đang đi học cho nên chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm rồi thì lúc nào trong góc làm việc học tập chúng mình cũng sẽ có một cái đèn. Chiếc đèn bàn QLED Flex của Momac với thiết kế vô cùng trang nhã, khả năng tùy biến vô cùng cao với nhiều mode màu và khả năng điều chỉnh ánh sáng, tích hợp thêm sạc không dây USB Type-C, khả năng dễ dàng thay thế vì rất là thông dụng. Thì nếu bạn thấy sản phẩm này như thế nào, các bạn hãy để lại comment như dưới video cho mình nhé. Nếu thấy hay và hữu ích, các bạn hãy like, share và subscribe cho mình. Mình là Phúc đến từ Halo và xin chào, hẹn gặp lại.